Khi các bạn mua tóc nha, thì nó sẽ được nằm trong một cái bịch như thế này nè. Đó, khi mình mua về thì mình gỡ ra nha, bên trong nó sẽ có một cái khung định hình như thế này, có một cái lưới trùm bên ngoài nữa nha, mình sẽ gỡ nó ra. Thì khi mình gỡ ra bỏ trong cái bịch này à, vận chuyển xa thì nó sẽ bị đơ như thế này nha. Để khi các chị mua về á, khi mà mình mua về á thì mình lấy máy dũi, mình dũi nó ra nha, mình dũi hẳn là nó sẽ ra thôi. Chịu nhiệt dưới 200 độ C nha. Riêng cái này là tóc thật cho nên mình có thể nhuộm được luôn nha. Nhuộm được nè, mình dũi hẳn ra hoặc là mình uống hai cọng rau cũng được. Rồi giờ em sẽ làm thử cho coi nha. Khi mà mình vận chuyển xa ở tiệm thì lúc nào nó cũng, mình kéo ra lúc nào nó cũng đẹp hết á. Khi mà bỏ vô cái bịch á thì thế nào nó cũng sẽ bị chạy, nó sẽ bị đơ đó, nó bị đơ, nó không bị dầu nếp nha. Kiểu như mà mình muốn cong vô nữa thì mình uống cúp vô nha, uống cho nó cúp cúp vô, còn mình thì chỉ hít nó hẳn hẳn ra thôi nha. Rồi xong đây, đây là máy 3D của mình khi đã được chuỗi ra nha, nó sẽ vô nếp nè, rồi cái nếp cong nó cũng cong cũng đẹp nữa nè. Đó xong đây. Đó rồi giờ mình sẽ chia ra nha, chia đây cái phần ái thích rau nhiều thì mình tém cái phần cọng rau lên trước, và không thích thì mình tém ra phía sau hết nha. Đó. Còn mà máy nó dài quá thì mình lấy kéo mình tỉa tỉa sơ giùm em xíu nha, bởi vì máy thì là làm cho nó dài dài ra xíu, trừ hao cho những người mà kiểu như trán hói nè, trán hói tóc thưa rồi cao cao trán cao lên á, chứ để ngắn quá thì người ta không có xài được. Đó, ai trán gấp thì mình cắt xíu nha. Rồi. Đây. Rất là đều và đẹp luôn nha. Còn mà chị nào mà kiểu như muốn cho nó mỏng hơn một xíu, không muốn nó dày á, muốn nó mỏng thì mình có thể cắt ở trong cái lớp trong của nó, ở trong cái lớp này nè, cắt một cái lớp mỏng ở trong thì nó sẽ mỏng đi nha. Sẽ thưa nhiều hơn, nhưng mà vậy là vừa luôn rồi. Tại vì máy này là máy mưa mà. Tóc ít. Đó, thêm một cái ngoạm vô nữa, rất là xinh luôn.